nghiêng thì có xu hướng tiếp tục đứng nghiêng. Ví dụ như trong trường hợp này chúng ta muốn lấy tờ giấy ra thì vật đang có xu hướng đứng nghiêng, thì chúng ta phải làm sao cho tờ giấy chuyển động với một vận tốc rất nhanh. Đây, chúng ta quan sát cục pin và chai nước đang đứng yên nên sẽ có xu hướng tiếp tục đứng yên, là chúng ta có thể lấy ra được. Cái chai này không có chứa nước nên nó rất là nhẹ, đòi hỏi một vận tốc rất lớn. Trường hợp khác, nếu như chúng ta đặt một cái đồng xu lên như thế này thì khi chúng ta cầm ở đây thì không thể nào mà đủ vận tốc để có thể lấy tờ giấy ra được, nên chúng ta phải nhờ một chiếc đũa để cho vận tốc của nó khá lớn thì chúng ta mới có thể thấy được trường hợp này. Bây giờ cao hơn, ví dụ như chúng ta có một cái chai nước đặt như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy tờ giấy ra bằng cách tương tự.